Năm 2024, Trung đoàn Bộ binh 994 được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới. Trung đoàn Bộ binh 994 đã thực hiện chương trình huấn luyện chiến sĩ mới theo chương trình huấn luyện được quy định của Bộ Tổng tham mưu. Ngày đầu xa nhà, các chiến sĩ mới bỡ ngỡ đủ điều, từ đi đứng, xưng hô, chuyện trò đến việc ăn uống, ngủ nghỉ và phải từ bỏ nhiều thói quen trước đây. Những việc chiến sĩ mới phải thay đổi và làm quen đầu tiên chính là chấp hành sinh hoạt, giờ giấc theo quy định trong quân đội. Tất cả các hoạt động đều phải thực hiện theo lệnh của chỉ huy, xếp hàng ngay ngắn, đúng tác phong quân đội. Khi nhập ngũ, tôi vẫn còn đang bỡ ngỡ, nhất là 11 điều kỷ, 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của thủ trưởng các cấp mà tôi đã quen dần với môi trường của quân đội. Trong quá trình học tập và công tác, tôi được học rất nhiều nội dung như điều lệnh, bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ. Ngoài học tập và công tác, chúng tôi còn tham gia các hoạt động như thể thao, văn nghệ. Chính vì vậy, tôi luôn tự xác định, an tâm tư tưởng, tích cực học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát huy nội lực, kết hợp sự quan tâm đầu tư của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sự hỗ trợ của các địa phương, năm 2024, Trung đoàn Bộ binh 994 đã tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt của chiến sĩ mới khang trang, cảnh quan doanh trại được trang hoàng, giúp chiến sĩ mới yên tâm học tập, rèn luyện. Trung đoàn đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị của trung đoàn làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nơi ăn nơi ở để phục vụ đảm bảo cho huấn luyện chiến sĩ mới. Thì năm nay quân số của trung đoàn thì huấn luyện đông hơn năm ngoái 125 đồng chí. Thì từ xuất phát từ tình đó thì trung đoàn đã chỉ đạo tốt công tác tổ chức tập huấn cán bộ và nâng cao trách nhiệm cho cán bộ để tổ chức huấn luyện. Cái nhất, cái thứ hai là trước khi vào huấn luyện thì chúng tôi đã làm tốt công tác nắm bắt tình tư tưởng của chiến sĩ mới và qua đó để kịp thời làm tốt công tác vận động tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức tốt nhiệm vụ chức trách được giao. Qua đánh giá của Đảng ủy Trung đoàn, qua một tháng, hơn một tháng huấn luyện thì đến nay 100% chiến sĩ mới nhập ngũ huấn luyện tại Trung đoàn đã an tâm tổ công tác và xác định tốt nhiệm vụ. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục quan tâm hơn nữa về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, giáo án bài giảng, nơi ăn nơi ở, đặc biệt là công tác bảo đảm hậu cần để phục vụ cho huấn luyện chiến sĩ mới hoàn thành được cái nhiệm vụ chương trình của Đảng ủy Bộ tỉnh giao trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trước khi bước vào huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường đội ngũ cán bộ, lấy yếu tố con người làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện các kỹ năng về quân sự đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, việc quản lý quân số, duy trì nghiêm các quy định, điều lệnh của quân đội luôn được đơn vị quán triệt, kiểm tra chặt chẽ, đặc biệt là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Những tháng ngày quân ngũ sẽ bồi dưỡng cho các chiến sĩ cả về chính trị và quân sự. Đó là các chuyên đề về Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đơn vị luôn quan tâm, rồi nắm bắt tình hình tư tưởng của chiến sĩ mới, và đặc biệt là các cái trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để động viên giúp đỡ. Và đến nay thì 100% chiến sĩ mới đã an tâm tư tưởng và công tác tại đơn vị. Bên cạnh những cái nội dung huấn luyện về quân sự, hậu cần kỹ thuật thì đơn vị tập trung giáo dục cho bộ đội có nhận thức sâu sắc về truyền thống của dân tộc, truyền thống của quân đội, truyền thống của lực lượng vũ trang các cấp cũng như là của đơn vị. Từ đó là xây dựng cho bộ đội có cái bản lĩnh chính trị vững vàng và hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ được giao trong cái thời gian huấn luyện tại đơn vị. Không còn bỡ ngỡ, khoảng cách của những ngày đầu. Trong ngôi nhà chung ở Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, luôn tràn đầy lạc quan, sự sẻ chia, tình yêu thương đồng chí, đồng đội. Đó là động lực giúp những người lính trẻ luôn vững tin vượt mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chiến sĩ mới được cán bộ tận tình hướng dẫn, huấn luyện sắp xếp nội vụ, chế độ ngày tuần, hướng dẫn điều lệnh đội ngũ, lễ tiết tác phong quân nhân và các bài thể dục sáng.
125 tân binh đã hòa nhập tốt với môi trường quân ngũ và bắt nhịp với những giờ luyện tập thao trường cường độ cao. Nhằm giúp các chiến sĩ mới sớm hòa nhập với môi trường quân đội, ngoài giờ huấn luyện, chiến sĩ mới còn được tham gia các hoạt động thể dục thể thao để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe bản thân. Sau thời gian thì em thấy mình trưởng thành hơn, cứng rắn hơn và có ý chí hơn và có thể đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ được thủ trưởng giao. Qua một tháng học tập rèn luyện thì nhìn chung là các đồng chí chiến sĩ mới đã trưởng thành và trưởng trạc hơn rất là nhiều so với thời gian đầu. Để làm được kết quả như vậy thì trong suốt một tháng vừa qua, đội ngũ đại đội, trung đội đã có những cái biện pháp rèn luyện và chỉ bảo hướng dẫn cho chiến sĩ mới những nội dung chưa biết, chưa rõ để em hoàn dần khắc phục được những cái khó khăn trước mắt. Và kết quả sau một tháng thì nhìn chung là các em đã có nhiều sự tiến bộ. Và trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục hướng dẫn và luyện tập cho chiến sĩ mới hoàn thành xong chương trình tân binh và đúng như khẩu hiệu vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, không ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua hơn một tháng huấn luyện, chiến sĩ đã nắm được những nội dung cơ bản về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chiến sĩ đã thuần thục động tác đội ngũ cá nhân, hiểu rõ chức trách nhiệm vụ của một quân nhân, chế độ học tập trong ngày, trong tuần, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của người chỉ huy, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các nội dung huấn luyện khác đều đạt kết quả tốt. Đó là sự khẳng định, sức trẻ ấy sẽ tiếp nối truyền thống cha anh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn Bộ binh 994, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.